Ơi, hello, hôm nay nhà mình nấu chè xoay nước để cúng ha. Người Tàu của mình á, là thường thường hôm nay là ngày Đông Ký ha, là Tết của Đông Ký, ngày Tết cuối của thứ hai ha. Nên mình nấu chè xoay nước ha. Ngon ghê không? Ngon ha. Sao bây giờ mình múc ra đây ha. Đó, mình bỏ vô tô nè. Đó. Rồi cái xong cái mình bỏ nước dừa nha. Đó, nước dừa nè. Người nào muốn ăn đặc á, thử thử bỏ tí xíu bột năng vô nước dừa nha. Còn người nào không thích ăn đặc thì để giống vậy ha. Rồi, ở đây là cái mè ha. Mình bỏ mè vô nè. Đó, thấy không? Vậy đi ha. Khi nấu nha bà con, nấu cho gia đình nhà mình ăn ha. Còn không là mình lễ lộc cúng thêm đoàn viên gì đó. Thường thường người ta hay nói là xôi nước đoàn viên đó.